Mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa. Ngày mới mình thân chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Mời cả nhà cùng với mình đi đến một cửa hàng của người Việt chúng ta, chuyên về bán tàu hũ, bánh chè và các loại thức ăn chay. Cửa hàng này tuy rất là nhỏ nhưng mà đắt lắm, cũng có tiếng nơi đây, nhiều người biết đến. Cửa hàng này nằm trên đường Story, đối diện với Density Mall của Việt Nam mình á. Qua ngã tư này nữa là đến rồi. Đây nè cả nhà, cửa hàng mình vào là tiệm Thanh Sơn. Mời cả nhà vào trong tham quan nha. Thank you.
Đây là khu thương mại của Việt Nam chúng ta đó, có nhiều cửa hàng nhỏ, rất là đầy đủ ở nơi đây. Bây giờ mình đi một vòng tham quan, ngắm qua. Hiện bây giờ ở San Jose là đầu xuân, có nhiều loại hoa đã trổ rực, còn một số hoa chưa trổ. Và hai bên đường vẫn còn cây trơ trọi, chưa có ra lá xanh hết, chỉ có mới đâm chồi nhỏ nhỏ khoảng cuối tháng 4 hoặc là giữa tháng 5 là nơi đây rất là đẹp. Hoa này là trổ sớm nhất, đầu xuân là đã trổ, còn hoa anh đào đến giờ chưa. Khi nào qua anh đào trổ mình sẽ đi quay mời cả nhà cùng xem. Cả nhà ơi, video mình khá dài rồi, xin tạm dừng nơi đây. Mình cũng không quên nói lời cảm ơn đến cả nhà là bấy lâu nay luôn yêu thương xem video và ủng hộ. Và chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, hạnh phúc mỗi ngày và luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà video sau.